Alo, cả nhà ơi, mình mới chở con mình đi học, mình ghé vô cái quán này. Ở đây là mì Quảng với bún bò Huế là đặc biệt, thì là kiểu Đà Lạt á. Thì mình ghé vô vô đây ăn ở trên đường, ở trên thành phố Westminster với đường Bô Sa đó cả nhà. Thì ở đây là nghe nói ở đây là mì Quảng nổi tiếng, thì mình ghé vô ăn mì Quảng. Hồi xưa mình cũng ăn bánh xèo qua rồi mà xưa làm chưa video, thì hy vọng mà cả nhà ăn chung với mình ha. Cảm ơn cả nhà. Thì bây giờ mình ghé vô cái mì Quảng này ăn coi, chia sẻ ăn có ngon không, là làm cái review mình cho cả nhà xem ở Việt Nam với bên Canada, bên Đức ha. Cảm ơn cả nhà. Rồi cái nhà ơi, cái nhà hàng này á là nó kêu bằng phi tiền, phi tiền á đó, hay ăn bún bò Huế với mì Quảng là kiểu Đà Lạt á đó. Thì giờ mình vô nha, ở ngoài đây cũng có cái bàn ha, mấy cái bàn ghế ở ngoài đây nè đó. Thì ở trong này là tất cả nhà hàng nè, cả nhà. Alo cả nhà, cái này là ở trong này là cái nhà hàng phi tiền nè cả nhà. Đó, cái menu ở đây nè cả nhà. Thấy không? Cái địa chỉ là 9060 Bô Sa Avenue, Westminster, Cali 92683. Ở đây là 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Thứ hai chủ nhật mà đóng cửa thứ ba. Điện thoại đây nè cả nhà. 714-890-5709. Mình mở cho cả nhà coi ở đây. Cái này là phi tiền, nhà hàng phi tiền á. Ồ, thấy không? Mì Quảng là đặc biệt với bún bò Huế. Cái người sao, cái người trước kìa, cái người trước Ồ, kìa hay không? Việt Nam không phải là Trung Quốc. Không biết, tôi đã báo, tôi thấy không, bây giờ là ông tìm cho đi. Một lần Ồ. Ở đây ở ngoài sau nè. Nó hình anh đứng đó đi. Anh coi coi, ở đây là ở ngoài để cái chào anh. Bún bò là ngon nhất hả? Người ta order nhiều nhất là bún bò với hủ tiếu. Bún gì? Hủ tiếu, bún số 1 với số 4. Hủ tiếu hả? Rồi. Vì nghe không, mì không phải là mì Quảng hả? Nhưng mà nó hơi nấu theo kiểu Đà Lạt. Ồ, là mỗi mì Quảng. Dính khác nhau. Rồi em ngay cái mì Quảng nấu hả? Kiểu là Đà Lạt. Ngon không? Ngon hả? Vậy là bún bò là chánh cống. Bún bò là chánh cống là gì nữa? Hủ tiếu. Hủ tiếu, hủ tiếu Nam Giang hả? Hủ tiếu thường đấy. Hủ tiếu thường là ô là bánh phở đó hả? Vậy cái hả, cái broth nó ngon hả, cái hủ tiếu á hả? Rồi hỏi là mì Quảng ngon không, Quảng cũng được, được không, được hả? Nhưng mà mỗi region nó khác nhau cho nên em không biết anh ăn theo kiểu nào, hiểu không? Đúng, 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 đúng. Nhiều người mỗi mỗi người mỗi ý. Vậy là hủ tiếu, là người ta order nhiều hả? Hủ tiếu ở trong đó có cái gì anh? Hoành thánh, xíu, bò viên, thịt bằm, xíu quắc. Ồ, hoành thánh hả? Hoành thánh, xá xíu, tôm, thịt bằm, xíu quắc. Tôm với thịt bằm, xíu quắc. Việt Nam là để sang cái này. Chị cho cái đó đi, ta thử đi. Thế là bánh thường. Mà cái đó với cái mì Quảng cái nào ngon hơn? Anh ăn hủ tiếu đi. Hủ tiếu hả? Ok, em cũng khoái ăn hủ tiếu lắm. Ok, cho cái hủ tiếu đi anh. Anh ăn bánh thường, bánh dai không tươi? Bánh dai. Bánh dai, bánh dai là clear. Nó trong trong, cái clear đó, em cho nó là em thích á. Dạ. Rồi ở đây mở mấy năm rồi anh? 2 năm mấy, nhưng mà hai năm mình ở dưới quán kia hả, cũng 20 năm rồi. Ô, quán nào nữa? Là quán hồi xưa ở dưới Lan Hương. Lan Hương, ai kệ, xin lỗi em không biết, em có ở gần đây. Em ở dưới lối đó anh chị, em thấy cái nhà hàng này là 400 mấy á, em mới chạy đây ăn, là ủng hộ anh á, là giới thiệu anh khách tới đây luôn, khách Việt Nam á. Thì là anh đăng video lên YouTube nè, thì hy vọng anh đem ra cho em đẹp đẹp với nóng nha anh. Ở đây có Vũ không? Trà đá hả? Trà đá, ok, trà đá đi. Mà cho làm cho nóng nóng đó nha anh.
Vô cả nhà ơi, đồ ăn mình ra này nè cả nhà ơi. Cái này là cái anh kia anh giới thiệu hủ tiếu thịt cẩm chá xíu nha, có hành phi nè cả nhà, rồi có một cái xương nè, thấy không? Đó, thấy hấp dẫn nha. Cái này anh nói là hủ tiếu mà thấy hoành thánh, có bò viên, đó, rồi có một dĩa rau nè, ở đây có miếng ớt nữa, đây có đồ chấm nè cả nhà, đồ chấm nè. Đó, hủ tiếu của mình nè cả nhà ơi. Hello chào cả nhà ha. Mình nãy mình muốn ăn mì Quảng mà vô đây là cái anh nói người ta order cái chính cống là bún bò nhiều, bún bò Huế rồi với hủ tiếu. Thì mình nghe lời ảnh á, mình ăn mình order cái hủ tiếu luôn. Cái này là hủ tiếu Hoành Thánh nè. Hủ tiếu Hoành Thánh nè. Cả nhà ơi. Cả nhà. Ảnh nói là cái này ngon. Cái này là cỡ 15 đồng. Hoành Thánh mình cái này là hủ tiếu Hoành Thánh là 15 đồng. Rồi cái bún bò Huế là chánh cống là 13 đồng. Mà anh giới thiệu cái này. Để mình coi ăn coi có ngon không nha. Ngon không ngon mình chia sẻ lên cho cả nhà xem ha. Làm cái review luôn nha cả nhà ha. Mời cả nhà ha. Bây giờ mình uống thử cái broth, cái súp coi ngon không. Cái này ở trong này là nó có xương heo. Có xương heo này cả nhà, xương heo á. Ở đây là có một cái miếp bò nhỏ xíu à, giò viên á nhỏ xíu à. Rồi có tôm này tôm bự á, hai miếng tôm cả nhà. Rồi với mấy thịt chá xíu này cả nhà, chá xíu nè, chá xíu của nhà hàng này nè. Ở đây là Hoành Thánh. Rồi cái này là bún dai đó, mình ăn thử rồi chia sẻ cho cả nhà luôn ha. Rồi mình thử cái súp này ha. Cũng được. Bỏ giá vô cả nhà, bỏ giá vô. Salad này có salad cả nhà. Bún bò Huế người ta bỏ salad. Em bún cái này là hủ tiếu. Hủ tiếu Hoành Thánh. Ở đây là sa tế nè cả nhà, bỏ sa tế vô. Bỏ chút cà sa tế vô coi có ngon không. Bỏ vô sa tế vô. Bỏ thêm giá vô cả nhà. Giờ mình thử ha, mời cả nhà ha. Cũng được, cả nhà cũng được thôi. Cho mình cái chén mình bỏ vô cái xương ha cả nhà. Cái xương bỏ vô cái chén trước ha. Cầm nó mình ăn. Cái này đồ chấm nè cả nhà. Người ta nói đồ chấm mình. Mời cả nhà. Hy vọng mình ăn cái này được ha. Mình làm cái video luôn nha cả nhà. Chấm. Cái này không biết cái gì hết. Mình chấm đại nha. Chấm đại cả nhà. Yeah.
Mời cả nhà ha. Tôm thì to, tôm mà to. Mình xin cái nước mắm cho anh ăn có nước mắm không anh? Xin nước mắm lạc, hơi lạc. Cái này là cái mì của mì dai á chứ nha, hủ tiếu dai á, ăn thử ha. Đúng rồi. À, cái này là gì vậy? Chao hả? Cái gì vậy? Ô, xì dầu hả? Ồ, ổ nó bấm vô. Hoàng Khánh nha. Mình Thánh không có thịt ở trong nhà, cũng có thịt ở cả nhà. Mình ăn sai món nè, không ngon cả nhà, ăn sai món. Bột bò giờ dưng nhỏ xíu à. Chỉ có hai cục tôm á là tươi thôi cả nhà. Chưa lấy mấy cái thức ra. Một tới mười á, mình đánh cái tô này luôn. Một tới mười á, cái Hoành Thánh này á, cái hủ tiếu Hoành Thánh này á, là một là dễ nhất, mười là ngon nhất. Mình đánh cái này là cỡ số 5 mà cả nhà. Số 5 mà. Một. Gán hết cái nhà 15 đồng, tô nhỏ thì 15 đồng. Ít nước. Ở trên Google á, cái nhà hàng này á, hiện ra là 4.2 thì mình mới ghé vô đây. Khô à. Ngọt. Ngon cả nhà. Chè. Okay.
cái hoàng thánh nha, chứ không thích thịt. Cái bợp của mình thánh không à. Chá xíu thì không có cái mùi chá xíu gì hết. Không lầy à. Vậy mà trên Google để 4.2. Không có mũi gì. Mình biết vô không ghé vô. Nãy biết qua ăn mì gõ cũng ngon hơn nữa cái nha. Bằng giá mà ngon hơn ra nhiều. Ngon hơn ra nhiều. Không lẽ bỏ hả? Bỏ mang tội. Là quá. Đồng một tô này quá mắc mà không ngon, quá mắc. $15 quá mắc, không ngon. Cũng như ăn mì gói vậy á cả nhà. Giam giới thiệu không có cái mùi mà thấm gì ở cái nhà, không có mùi dở. Mười lăm đồng cả nhà, rất là mắc, không ngon. Người đang đường nghe nó nhớ cái lúc đó yên lắm.
đi lớn thì kéo nhiều người. Ngon cả nhà, cũng ngon cả nhà ơi, dở quá, không có mùi hủ tiếu gì á. Số 5. Hy vọng cả nhà đăng ký cái chữ mình, đăng ký cái chữ subscribe với cái nhà chữ cái chữ màu đỏ dài dài á. Đăng ký cái chữ subscribe nha. Rồi share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem với bạn bè của nhà xem ha. Coi nha cả nhà. Nhớ nha. Nhớ bấm cái chữ dài á, chữ đỏ đó là subscribe và share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem ha. Ủng hộ mình nha cả nhà, ủng hộ nha. Bữa nay thứ tư mình chở con mình đi học hồi nãy á, phải không? Rồi cái mình đói quá, gần 12 giờ bữa trưa rồi, ghé vô cái nhà hàng này. Hồi trước á thì muốn làm cái video ở đây mà không có rảnh làm video ở đây, thì bữa nay mình chạy ngang qua mình thấy ồ vô đại luôn, vô làm cái video giờ biết rồi. Cũng ngon. Bữa sau không có tới nữa cả nhà. Cà đá này cả nhà, thấy không? Cái quán này là chủ mới cái nhà ơi, ở đây mở hai năm mấy rồi. Quán này quán mới. Hồi xưa mình lại đây á thì mình ăn bánh xèo rất là ngon. Hồi xưa ở đây bánh xèo ở đây hồi xưa làm ngon lắm, giờ đổi chủ rồi. Chủ này là hai năm mấy rồi cả nhà. Hồi nãy biết mình ăn bún bò Huế nó có lý hơn. Ăn xong đây mình đi Costco cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình cái video này cũng xong rồi cả nhà. Thì hẹn cả nhà chụp nữa video Costco nữa ha. Thì bữa nay mình rảnh á, mình chở con mình đi học á, học cái trường nổi tiếng ở bên Mỹ á, nó kêu bằng University of Long Beach á, Cal State á cả nhà. Thì mình rảnh á, mình ghé ở đây ăn đồ, mà bây giờ biết chỗ này ăn không có được, dở quá, 15 đồng mắc nữa, không có mùi, không có cái gì hết cả nhà. Vậy mà người ta giới thiệu nó ngon. Chắc cái tô đây là 15 đồng mà mắc nhất á, thì chị mới giới thiệu vậy đó. Thôi chào tạm biệt cả nhà ha. Cả nhà nhớ bấm cái chữ đỏ chữ dài á, subscribe và share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha, với bạn bè của nhà xem nha. Nhớ ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Đây có tivi, ở đây có tivi, có lô tô, rồi cái nhà hàng này, cái nhà khách này, thấy không? Ở đây có tivi, thấy không? Nhà hàng này dở quá, ăn không ngon. 1-10 mình đánh số 5, dở quá. Cảm ơn cả nhà ha, xem cái video mình ha, bye bye cả nhà.